Phạm Hương Hương Giang thương tiếc sau nghi án chơi xấu. Sự việc xuất phát từ đoạn video trong show của nhà thiết kế Đỗ Long hôm 24 tháng 6. Trong đoạn video, Phạm Hương và Hương Giang cùng nhiều người đẹp khác nán lại sân khấu nhà thiết kế Đỗ Long để chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, Phạm Hương đã cố tình đứng chắn Hương Giang khiến hoa hậu chuyển giới không thể di chuyển từ phía sau lên đứng ngang với Phạm Hương. Sau khi đoạn clip phát tán trên mạng, phía Phạm Hương đã nhanh chóng lên tiếng cho rằng nhận định của cư dân mạng là thiếu căn cứ. Cô cũng khẳng định mối quan hệ giữa cô và Hương Giang rất bình tĩnh. Sự việc khiến mọi người hiểu lầm là do khi kết thúc show diễn, nhiều khách mời cùng lên sân khấu chụp hình dẫn đến tình trạng chen lấn. Tối ngày 30 tháng 6, Phạm Hương và Hương Giang cùng xuất hiện trong show cá nhân của nhà thiết kế Hà Duy tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên cả hai hội ngộ sau nghi án bằng mặt không bằng lòng. Ở hậu trường chương trình, hai người đẹp tí tích trò chuyện, chỉnh sửa váy cho nhau, làm xóa tan tin đồn. Theo kịch bản ban đầu, Phạm Hương và Hương Giang sẽ song song catwalk ở vị trí Verdes. Tuy nhiên, vào phút chót, Hương Giang đã không lên sân khấu vì lý do cô ngồi ở phòng make up và chờ ekip sản xuất gọi đến giờ ra diễn. Khi biết Hương Giang không thể ra diễn, Phạm Hương đã bày tỏ cảm xúc tiếc nối, bởi cả hai đã bàn bạc kỹ với nhau việc phối hợp ăn ý trên sân khấu. Để không làm ảnh hưởng đến chương trình, Phạm Hương đã tuân thủ theo yêu cầu của nhà thiết kế khi xuất hiện một mình ở vị trí Verdes. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!